cuộc tấn công của Iran là một sự thay đổi mô hình nhưng có thể gây ra phản tác dụng. Các nhà phân tích quân sự nói hôm Chủ nhật ngày 14 tháng 4 rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran vào Israel thể hiện một sự thay đổi mô hình khi đưa hai nước vào thế đối đầu quân sự trực tiếp. Nhưng cuộc tấn công đó có thể làm xói mòn khả năng đe dọa của Iran vì nó gây ra ít thiệt hại. Một thành viên xuất sắc về Trung Đông tại trung tâm Citipson lưu ý rằng Iran đã không phản ứng trực tiếp với vụ ám sát một số quan chức cấp cao của Israel trong nhiều năm, nhưng đã đánh giá lại sau cuộc không kích ngày 1 tháng 4 vào lãnh sự quán của nước này ở Damascus. Ý tôi là, đó là một sự thay đổi mô hình. Cuộc chiến tranh bóng tối giữa Israel và Iran giờ đã lộ rõ. Nhưng Iran đã thực hiện điều đó một cách rất có tính toán, gửi những chiếc máy bay không người lái chậm, bay hàng giờ từ Iran đến Israel, dành nhiều thời gian cho người Israel, Hoa Kỳ và những nước khác chuẩn bị. Ngay cả người Jordan cũng đã bắn hạ một loạt máy bay không người lái này khi chúng bay qua không phận Jordan. Cảm ơn Chúa không có ai thiệt mạng, có vẻ như không có nhiều thiệt hại lắm. Tuy nhiên, đây vẫn là một sự thay đổi mô hình vì đây là sự trả đũa trực tiếp của Iran đối với Israel vì các cuộc tấn công của Israel nhằm vào người Iran. Tôi nghĩ chúng ta phải nhớ rằng Israel đã giết các quan chức cấp cao của Iran trong một thời gian rất dài, kể từ năm 2010, khi người Israel bắt đầu ám sát các nhà khoa học hạt nhân Iran trên đất Iran. Iran đã không phản ứng theo cách này. Vào ngày Giáng sinh năm ngoái, một vị tướng cấp cao khác của Iran đã bị giết ở Syria, không phải trong một khu ngoại giao mà ở Damascus. Và có rất nhiều lời chỉ trích Ayatollah Khamenei, lãnh đạo tối cao của Iran, vì đã không trả đũa trực tiếp Israel, cho rằng Iran chỉ đơn giản là cho phép người Israel loại bỏ từng tướng lĩnh của mình. Vì vậy tôi nghĩ có áp lực rất lớn, nhất là khi người Israel tấn công một tòa nhà bên cạnh đại sứ quán Iran ở Damascus, giết chết 7 sĩ quan IRGC của Iran, trong đó có hai tướng lĩnh cấp cao vào ngày 1 tháng 4. Cuộc tấn công đó đã giết chết các chỉ huy hàng đầu của lực lượng vệ binh cách mạng và sau nhiều tháng đụng độ giữa Israel và các đồng minh ở khu vực Iran do cuộc chiến ở Gaza gây ra. Tuy nhiên, cuộc tấn công từ hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái chủ yếu được phóng từ bên trong của Iran chỉ khiến thiệt hại khiêm tốn ở Israel vì hầu hết đều bị bắn hạ, với sự trợ giúp của Mỹ, Anh và Jordan. Aliva, giám đốc dự án Iran tại nhóm khủng hoảng quốc tế, nói với Reuters rằng cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel đồng thời rất ngoạn mục chứng tỏ khoảng cách về năng lực quân sự của Iran so với Mỹ và Israel. Đây là một cuộc tấn công ngoạn mục nhưng không gây chết người, rất giống với những gì Iran đã làm vào năm 2020 tại Baghdad. Iran cũng tấn công các căn cứ của Mỹ ở Iraq bằng hàng loạt tên lửa đạn đạo nhưng không gây thiệt hại về người. Trong cả hai trường hợp, Iran đã chứng tỏ rằng họ thích rủi ro nhưng lại không muốn có quá nhiều rủi ro. Tất nhiên, họ muốn buộc phía bên kia phải trả giá mà không nhất thiết gây ra sự leo thang rộng hơn vào một cuộc đối đầu toàn diện vào năm 2020. Chống lại Hoa Kỳ và bây giờ là chống lại Israel. Nhưng tôi nghĩ trong quá trình đó, Iran cũng đã làm tổn hại đến khả năng răn đe của chính mình vì họ đã chứng tỏ rằng họ không thể chống lại Mỹ và Israel ở cùng cấp độ. Ngay cả khi tình tiết ăn miếng trả miếng này được ngăn chặn ngay và cả hai bên đều tìm cách vạch ra ranh giới cho nó, điều đó không có nghĩa là chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vì, chừng nào cuộc chiến ở Gaza vẫn tiếp diễn, nếu có cuộc xâm lược Rafah, nếu tình hình nhân đạo ở Gaza trở nên trầm trọng hơn, nếu Israel trở nên trắng trợn hơn trong việc tấn công tài sản của Iran hoặc tìm mọi cách nhắm vào Iran trên chính đất của mình, chúng ta đang rơi vào nguy cơ một cuộc chiến tranh khu vực thảm khốc, tổng lực và không có người chiến thắng. Mối đe dọa về một cuộc chiến tranh công khai nổ ra giữa những kẻ thù chuyển kiếp ở Trung Đông và sự lôi kéo của Mỹ đã khiến khu vực này rơi vào tình thế nguy hiểm, gây ra những lời kêu gọi kiềm chế từ các cường quốc toàn cầu và các quốc gia Ả Rập để tránh leo thang thêm. Nếu xung đột ở Gaza vốn là gốc rễ của căng thẳng của khu vực hiện nay không kết thúc và nếu Israel hoặc Iran tiếp tục leo thang đối đầu, thì vấn đề thời gian là tất cả các bên sẽ kết thúc trong một cuộc chiến toàn diện. Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng Mỹ sẽ không tham gia vào cuộc phản công chống lại Iran nếu Israel còn quyết định trả đũa cuộc tấn công này.
các bên đạt được điều gì sau khi Iran trả đũa Israel? Iran, Israel, Mỹ và lực lượng Hamas đều nhận được một phần lợi ích sau vụ Iran trả đũa Israel. Theo đài truyền hình CNN, khi hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa đồng loạt tấn công hướng về phía Israel vào sáng 14 tháng 4, cùng với sự hỗ trợ của các đồng minh, hệ thống phòng thủ đa lớp của nước này đã đánh chặn được 99% số vũ khí và ngăn chặn những tổn thất nghiêm trọng có thể xảy ra. Trước đó, hình ảnh của quân đội Israel như một cường quốc quân sự trong khu vực đã phải chịu một đòn giáng nặng nề khi lực lượng trang bị kém hơn như Hamas tấn công thường xuyên biên giới vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hàng trăm người bị bắt giữ làm con tin. Kết quả phản ứng trước cuộc tấn công của Iran có thể khôi phục niềm tin vào quân đội Israel ngay cả khi lực lượng của nước này đang dồn sức chiến đấu ở Gaza sau hơn 6 tháng phát động chiến dịch quân sự và tuyên chiến với Hamas tại đây. Bên cạnh đó, Israel cũng được lực lượng liên minh giúp đỡ đẩy lùi các cuộc tấn công của Iran. Đây là một sự ủng hộ cần thiết vào thời điểm này khi Israel đang bị cô lập nhất vì những lo ngại xung quanh hành động của nước này trong cuộc chiến đấu với Hamas, bao gồm cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng và số người chết gia tăng ở Gaza. Iran từng nhiều lần tuyên bố họ sẽ đáp trả cuộc không kích của Israel vào Đại sứ quán Iran ở Damascus vào ngày 1 tháng 4, khiến hai tướng lĩnh cấp cao nước này thiệt mạng. Màn đáp trả vào sáng ngày 14 tháng 4 là bằng chứng Iran cho công dân nước mình thấy rằng họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn khi bị tấn công và rằng họ rất nghiêm túc khi tung ra lời đe dọa đáp trả. Với cuộc tấn công, Iran có thể khẳng định được năng lực quân sự, gieo rắc nỗi sợ hãi cho một số người Israel và gây ra một số quyết định gián đoạn cuộc sống của nhiều người Israel như đóng cửa trường học. Rõ ràng thiệt hại mà cuộc tấn công của Iran gây ra cho Israel không lớn và Iran cũng chủ đích giảm thiểu thương vong. Vài giờ sau khi phóng máy bay không người lái và tên lửa, Iran cho biết cuộc tấn công đã kết thúc và kêu gọi Israel không đáp trả. Các nguồn tin của quan chức Mỹ cho biết lực lượng nước này đã đánh chặn hơn 70 máy bay không người lái và ít nhất 3 tên lửa đạn đạo trong cuộc tấn công của Iran vào Israel sáng ngày 14 tháng 4. Việc đóng vai trò chủ chốt trong việc đẩy lùi cuộc tấn công đã chứng minh cho các đồng minh trên khắp thế giới thấy rằng sức mạnh và độ tin cậy của hỗ trợ của Mỹ. Gần đây, Israel sẽ phải cân nhắc xem có nên thực hiện các cuộc đáp trả hay không trong bối cảnh liên minh Mỹ-Israel đang đứng trước thử thách khi chính quyền Tổng thống Joe Biden tìm cách gây ảnh hưởng lên Israel và ngăn cản nước này hành động làm trầm trọng thêm xung đột. Kể từ khi cuộc phát động tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, phong trào Hồi giáo Hamas luôn hy vọng các đối tác trong khu vực có thể hỗ trợ họ và đưa cuộc chiến lan rộng hơn. Trong khi một số nhóm bao gồm lực lượng Hezbollah ở Liban và Houthi ở Yemen đã hành động như vậy, thì Iran vẫn chưa chính thức trực tiếp tham gia vào vòng xoáy căng thẳng trong khu vực cho đến khi cuộc đáp trả đũa ngày 14 tháng 4 diễn ra. Hamas có thể hy vọng ít nhất cuộc tấn công này là loạn đạt đầu tiên trong động thái can dự sâu hơn của Iran vào cuộc chiến ở Gaza. Ít nhất cuộc tấn công của Iran có thể thúc đẩy Hamas kiên trì tham gia các cuộc đàm phán hiện tại về lệnh ngừng bắn. Hy vọng sức ép quân sự ngày càng tăng đối với Israel có thể khiến nước này chấp nhận các điều khoản của mình để tiến tới một thỏa thuận.